10 năm phát triển của Liên minh huyền thoại đã qua đi, chặng đường của tựa game được xem là con ghẻ của làng eSports. Đến tựa game được sở hữu danh xưng bom tấn đầy thành công cũng gian nan với những tháng ngày miệt mài chỉnh sửa của đội ngũ phát triển. Những cải thiện đáng kể cũng được nhìn thấy rõ ràng qua từng mùa giải chung kết thế giới. Và sau 10 năm, đây là những điểm chính về meta trong chặng đường một thập kỷ của Liên minh huyền thoại. Mùa 1, khởi nguyên, bản năng và hoang dã. Thời điểm Liên minh huyền thoại ra mắt, khái niệm MOBA vẫn còn khá lạ lẫm với người chơi và việc vượt qua chiếc bóng quá lớn của Dota cũng là một điều khiến Riot Games chăn trở. Thời điểm ra mắt cũng là lúc trò chơi lẫn game thủ gặp phải rất nhiều khó khăn khi lối chơi vẫn chưa được định hình và công tác tổ chức giải đấu, hậu cần đến chất lượng đồ họa vẫn đang còn tính chất sơ khai. Thậm chí, chung kết thế giới khi ấy chỉ được tổ chức ở một rạp chiếu phim cũ với sức chứa 200 ghế ngồi. Các đội tuyển thi đấu lúc ấy vẫn chưa hề có huấn luyện viên cũng như chưa thể định hình cho mình lối chiến thuật rõ ràng. Việc bị bắt lẻ là quá bình thường và giao tranh liên tục là cách duy nhất để chiếm lấy lợi thế bởi vật phẩm lúc đấy vẫn chưa hề được cân bằng và một số có chỉ số quá vượt trội giúp một số tướng đạt được ngưỡng sức mạnh vô cùng lớn. Ban pick cũng không có căn cứ hay lý thuyết và chiến thuật gì cả, chỉ đơn giản là tướng nào thuận tay thì pick. Metagame cũng chưa có trong từ điển của Liên minh huyền thoại lúc bấy giờ. GG indeed. Well played. Showing strong, able to come out, having to use a sub in the beginning because of delayed fights, and still keeping their composure with We Will Failure, and then getting XP gain as failure. Mùa 2, chiến thuật sát thương theo vai trò. Sau chung kết thế giới mùa 1, Riot Games đã chiêu mộ được một đội ngũ phát triển hùng hậu và bắt đầu chỉnh sửa cân bằng game. Đồ họa được cải thiện đáng kể, những vị tướng mới liên tục ra đời. Riot bắt đầu phân chia vai trò cho tướng và ấn định phân dạng sức mạnh của từng vị trí trên bản đồ. Sát thương phép đi đường giữa, sát thương vật lý thì đi đường dưới, chống chịu đường trên và rừng là phần bổ trợ những gì còn thiếu trong đội hình, trở thành một luật bất thành văn mà bất kỳ đội hình nào muốn chiến thắng cũng phải tuân thủ. Chiến thuật dần được hình thành, lối đánh kết hợp sức mạnh của từng cá nhân trong combat tổng cũng được xem trọng và đem ra phân tích. Các đội tuyển phân chia vai trò đi đường cho các thành viên, vai trò huấn luyện viên được xem trọng và có chỗ đứng. Trong lối chơi, đã quan tâm nhiều hơn đến việc kiểm soát và ăn những mục tiêu lớn như rồng và baron. Thêm vào đó, chiến thắng bất ngờ đến từ Taipei Assassin với chiêu cuối tỏa sáng của Orianna trong tay Toys, hạ gục ngay lập tức Cloud Templar, người chống chịu sát thương chính của Azabu Frost, cũng đánh dấu một kỷ nguyên mới cho Pháp Sư, vai trò được ưu tiên và đóng vị trí quan trọng trong sự thành bại của cả đội. Mùa 3, kỷ nguyên đi rừng và bổ rìu thần công. Cùng với sự hoàn thiện từng ngày của việc phân chia vai trò và nhận thức về sức mạnh vượt trội cũng như vị trí quan trọng của Pháp Sư, vai trò đi rừng được xem trọng và được nhận định là một trong những vị trí quyết định chiến thắng của cả trận đấu. Vai trò lúc đấy của người đi rừng chỉ đơn giản là khai thác triệt để tài nguyên trong rừng bên mình và hỗ trợ đường giữa chiếm lợi thế. Vai trò đi rừng được xem trọng đồng nghĩa với hàng loạt trang bị hỗ trợ đi rừng được chú trọng và nâng cấp triệt để. Vật phẩm đi rừng chủ đạo thời đó bao gồm linh hồn khủng long, linh hồn ma quỷ và linh hồn khổng lồ đá. Chính vì trang bị đi rừng quá mạnh, lối chơi cực dị với việc Pháp Sư đường giữa mang trừng phạt để lên đồ đi rừng cũng trở nên phổ biến. Tiêu biểu cho lối chơi độc đáo này là Ezreal xanh với lượng sát thương khổng lồ ở giai đoạn đầu trận. Bên cạnh đó, sức mạnh vượt trội của rìu đen với chỉ số áp đảo và cho phép cộng dồn đã làm mưa làm gió và ảnh hưởng cực mạnh đến meta mùa 3. Chỉ với 3.000 vàng, người chơi có thể nhận về những chỉ số sát thương cực mạnh. Rìu đen thời đó khiến những vị tướng đấu sĩ có tỷ lệ thắng tăng đột biến hơn 10%. Và không chỉ mỗi đấu sĩ, rìu đen được lên ở tất cả các vị trí, kể cả hỗ trợ và còn được tích trữ nhiều hơn một trong hòm đồ. Có một thời gian, meta mùa 3 được gọi tên là Liên minh rìu đen khi có trận đấu xuất hiện tới 20 cái rìu đen ở cả hai đội. Mùa 4, kỷ nguyên của Pháp Sư thiên hướng sát thủ và sự thống trị của meta trang bị. Mùa 4 là thời đại hoàng kim của Pháp Sư thiên hướng sát thủ khi Riot thay đổi toàn bộ trang bị trong shop và vô tình dẫn đến một số trang bị có chỉ số quá vượt trội mà ai cũng lên được.
Bùa đầu lâu khi đấy là nỗi kinh hoàng đối với tất cả các tướng máu giấy, đặc biệt khi nằm trong tay LeBlanc hay Kassadin. Khả năng bốc hơi chỉ chưa đầy một giây khi đối đầu với hai vị tướng dồn sát thương siêu mạnh và trang bị cũng khủng khiếp không kém là một trong những điểm mất cân bằng nhất trong meta của mùa 4. Thật may mắn là trang bị này cuối cùng cũng bị xóa bỏ, LeBlanc cùng Kassadin không còn bắt nạt được đối phương dữ dội như trước nữa. Lối chơi của mùa 4 bị ảnh hưởng khá nhiều bởi trang bị, khi ngọn đuốc rực cháy được đánh giá là trang bị mạnh nhất bấy giờ. Và người chơi có xu hướng pick những tướng đi rừng dạng sát thương vật lý như Lee Sin, Master Yi, Warwick để hưởng tối đa sức mạnh. Và những tướng đi rừng sát thương phép thuật như Elise, Evelynn, Gragas không được ưu ái cho lắm. Mùa 5, Tiều Phu xuống núi. Diều đen vốn là một trang bị luôn gắn liền với tên tuổi của Darius, và một khi diều đen là trang bị mạnh mẽ nhất trong game, Darius dĩ nhiên cũng là đấu sĩ đáng sợ nhất ở cung đường trên với khả năng bửa phát chết 5 và cũng là vị tướng có khả năng kiếm penta dễ dàng nhất lúc đấy. Darius đã từng sở hữu tỷ lệ cấm cao nhất mọi thời đại, 96%, và một khi Darius được thả, Spotlight không đâu khác ngoài những màn bổ đầu như bổ củi đầy uy lực và chiếm trọn MVP của trận như một điều chắc chắn. Sneaky is out, there's a turret alive, though they gotta be careful. A big knockback, and that's the kill into Morgana. Azir goes down as well, but the Tunks are coming through. A double kill for Balls, a triple kill for that's Balls. Nice. Holy cow, the Tunks! Oh, get Ben Tuck kill! Kill for Balls! Holy cow! That's what he's been picking, Darius! Meta mùa 5, thiên về lối chơi an toàn, farm chậm rãi để lấy chỉ số lính đẹp, kiếm về cho mình đủ vật phẩm và chơi thế cơ thuận lợi để có mắt tổng. Trừng phạt Kiểm Lâm cũng là một trang bị cực mạnh, giúp người đi rừng nhanh chóng dọn dẹp bãi quái để ganh quanh bản đồ, khiến combat ở đường diễn ra thường xuyên hơn là việc đi cướp rừng của nhau. Mùa 6, khô máu và chiến thuật Jackalmore. Thuật ngữ Jackalmore xuất phát từ pha dụ kèo bằng Cogmore của GE Tigers trong pha giao tranh quan trọng cuối cùng. Với tốc độ đánh 5.0 cực kỳ khủng khiếp lúc đó của Cogmore cùng sát thương theo phần trăm máu của W cao xạ ma pháp, chẳng khó khăn để xử đẹp đối phương. Sự bùng nổ tốc độ đánh cùng lượng lớn giáp, sát thương cộng thêm cho đòn đánh và lượng máu cộng thêm từ sự hỗ trợ của Lulu khiến Cogmore như một nòng pháo bất tử và vững chãi. Việc phối hợp những tướng có thiên hướng tốc độ đánh như Cogmore, Caitlyn, Jinx và các tướng hỗ trợ có khả năng cộng thêm giáp, tốc độ di chuyển và sát thương cộng thêm như Jilin, Kama và Lulu đã trở thành một meta phổ biến ở mùa 6. Tại đường trên, xu hướng băng lửa đến từ việc kết hợp áo choàng lửa, găng tay băng giá đã giúp đấu sĩ sở hữu một lượng sức mạnh vượt trội không thể tính toán được. Tại phiên bản 6.18, Echo hay Poppy băng lửa gần như là lựa chọn tối ưu nhất của các đội tuyển chuyên nghiệp tại chung kết thế giới hoặc trong xếp hạng đơn. Ngoài ra, Rengar One Hit One Die và Echo ý chỉ thần sấm cũng là một lựa chọn phổ biến. Mùa 7, thời đại sát lực và kỷ nguyên của sát thủ. Giai đoạn tiền mùa giải thứ 7, Riot đã giới thiệu một khái niệm mới mẻ, sát lực, tức chỉ số trừ thẳng vào giáp của đối phương. Sự ra đời của trang bị sát lực vào mùa 7 đã mở ra một thời đại mới cho sát thủ sau một thời gian vắng bóng. Giờ đây, sức mạnh của sát thủ được nâng lên một tầm cao mới, dễ dàng kết liễu xạ thủ và cũng không ngại ngần đối mặt với tanker hay semi đỡ đòn. Thêm vào đó, giá tiền quá rẻ so với sức mạnh đem lại của các trang bị sát lực đã khiến sát thủ trở thành một nỗi ám ảnh đối với tất cả các vị tướng còn lại, dù là máu giấy hay đỡ đòn. Cuộc sống của xạ thủ giờ đây chỉ là một sợi chỉ mảnh trước gió, leo lắt và gần như chẳng cống hiến được gì cho team. Bởi dù đang đứng trong trụ hay trong vòng tay yêu thương của hỗ trợ, xạ thủ cũng sẽ bay màu bất đắc kỳ tử chỉ vòn vẹn chưa đầy một giây. Lối chơi farm led chờ tỏa sáng cũng trở thành vô nghĩa. Pháp sư buộc phải lên đồng hồ cát để gánh team khi xạ thủ không may bị bắc màu, khiến sát thương của cả đội bị giảm đi đáng kể. Có thể nói đây là một thời đại u tối đối với các vị tướng máu giấy.
Mùa 8, phá vỡ mọi khuôn khổ và giới hạn. Dường như Liên minh huyền thoại được tái sinh trong mùa 8 bởi những thay đổi mà Riot thêm vào dường như chẳng liên quan gì đến những thứ họ đã từng làm trước đó. Tất cả đều mới mẻ, lạ lẫm và vượt ra mọi giới hạn cũng như quy tắc trước đây. Bảng ngọc tái tổ hợp được ra mắt với cách cộng điểm vô cùng lạ lẫm và đa dụng, nhưng không thể phủ nhận sự tối giản và hiệu quả mà nó đem lại. Đồng hồ cát, dây cùi, bánh quy được cho miễn phí khiến những cuộc ganh sớm trở nên khó khăn để ăn mạng hơn trước. Rồng giờ đây cũng chỉ là pet trong tay Mordekaiser khi chiếc cuối của hắn có thể bắt hồn rồng rồi dắt đi lê tê trên bản đồ như dắt chó đi công viên. Nhưng đây không như mấy đứa Corgi hay Husky chỉ làm cảnh cho vui, đây thực sự là một con Pitbull đầy lực chiến khi long hồn có sát thương lan rất cao và máu cũng không phải dạng vừa đâu, tanh trụ như tanh creep thôi. Và một trong những sai lầm lớn nhất của Riot là để cho Zoe ra mắt với bộ kỹ năng biến ảo và được xem là lỗi nhất lịch sử, bị người chơi ghét nhất liên minh và liên tục bị kiến nghị giảm sức mạnh, thậm chí còn đồng lòng ký vào biên bản đề nghị bị xóa vĩnh viễn. Riot đã phải nớp cực mạnh 2-3 đợt để giảm độ bá của cô bé, nhưng độ bị ghét của Zoe thì vẫn không hề giảm đi chút nào. Ichi Gaming are actually pushing up into the mid lane. Looks like Ning is looking for a flank. That's the curtain call. They're pinned into a narrow corridor. Look at the damage as it comes across. Ning looks for entry. They found Shinsai once again. He goes golden, but a triple kill for Rookie. He lands the paddle star burst and finds the lollipop. 10 năm, 9 mùa giải, vô vàn meta khác nhau, Liên minh huyền thoại đã phát triển qua từng giai đoạn với lối chơi đặc trưng, hay ho và mỗi mùa giải đã để lại những kỷ niệm cũng như dấu ấn khó quên. Nỗ lực cân bằng và đổi mới liên tục của Riot là một điều không thể bàn cãi. Cùng với đó, họ luôn biết nghe ngóng và tiếp nhận ý kiến của cộng đồng để ngày càng hoàn thiện hơn. Hy vọng rằng thời gian sắp tới, chúng ta sẽ đón nhận được nhiều meta hay ho từ tựa game MOBA đầy thú vị này. Vậy bạn thích meta của mùa giải nào nhất trong lịch sử Liên minh? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé!